Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt thì có thêm một số những cái bằng chứng rằng là những cái người mà đã từng ở trong cái phòng bệnh chung với chú Vũ Linh á, thì họ cũng đã lên tiếng nói về mẹ con của cô Sáu đã đối xử với chú như thế nào và Hồng Loan có chăm sóc chú hay không, có giống như những lời đồn là chỉ đến đó rồi về hoặc là không có chăm sóc chú hay không đó. Và một cái bài mà em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú đó là chị luật sư Tuyết Ngọc, là luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan, cũng vừa mới lên một cái bài. Và trong cái bài đó thì có chỉ đến một số những cái người mà đang vu khống cũng giống như đang xuyên tạc để mà sao để cho mà chị Tuyết Ngọc, những người mà đang ủng hộ chị Hồng Loan đó phải rời xa, không bảo vệ Hồng Loan nữa đó. Và căng nha cô chú anh chị ha. Và em mới được một vị khán giả gửi lại một cái đoạn ghi âm mà thật sự cái đoạn này là cái đoạn mà cô cháu gái đã từng nói trong cái cuộc họp mà ngày 16 tháng 6, mà chắc hẳn gần bây giờ thì chúng ta đem cái đoạn ghi âm này ra nói thì cô cháu gái sẽ có những cái mà đáng vui lắm nè cô chú anh chị ha. Trước đó nói khác còn bây giờ lại nói khác. Ví dụ như là trước đây thì cô cháu gái nói rằng là vì còn nhớ rằng cô nói rằng là không cố ý nói về Hồng Loan là con nuôi. Và cô này nói rằng cô ta biết rằng cái việc mà con nuôi hay là con ruột thì chắc chắn về mặt giấy tờ giấy khai sinh thì Hồng Loan cũng là đứa con cũng thừa hưởng được tài sản của chú Vũ Linh để lại. Vậy mà chính bây giờ thì cô cháu gái lại đi đồn thổi nói rằng là Hồng Loan nếu là con nuôi thì không được thừa hưởng tài sản của chú Vũ Linh. Thì quý vị thấy không, cũng là một cái lời nói mà trước đây thì nói khác còn bây giờ thì nói khác. Và một cái thông tin mà Tiến cũng muốn cập nhật cho cô chú anh chị đó là liên quan nhiều về cái cô soạn giả ha cô chú anh chị ha. Quý vị thấy cô soạn giả tự nhiên em thấy ớn như bà này cô chú anh chị, nói chuyện với bạn mình, nói chuyện với anh của mình thì là ghi âm, mà một cái người quý vị thấy đi, nếu mà cái người bạn người anh mà chia sẻ chuyện gia đình cho đứa em á thì có nên ghi âm hay không, đã xin phép chú hay chưa. Và nói rằng á, nếu mà xin phép chú á thì em nghĩ không tin đâu, tại cái người ta chia sẻ về con cái chuyện trong gia đình, ủa chị ghi âm nhằm mục đích gì vậy, đúng không, phải chia sẻ về công việc hoặc là cái dự án sắp tới á, thì còn được, còn chia sẻ về con trong gia đình mà lại ghi âm để nhằm mục đích gì, đúng không. Nếu mà thật sự chú ghét mà chú muốn đưa cho cái cô soạn giả này để lên tiếng giúp cô thì tự chú lên tiếng chú nói cho rồi, đúng không. Mà lúc đó tại sao cô soạn giả này không đưa lên mà chờ khi mà chú vừa mắc lại đưa lên, đúng không cô chú anh chị đó. Và ngày hôm qua quý vị thấy không, trước đây cô tung ra một đoạn ghi âm quý vị thấy đó, thì cái chữ mà Linh á, thì lại cắt gọt nhỏ đi để cho người ta không nghe được, và phụ đề lên đó là để chữ nuôi để cho nhiều người á, cũng giống như là những cái người mà bên phe của cô cháu gái á, lại tấn công Hồng Loan vì nói rằng chính chú Vũ Linh đã nói rằng là Hồng Loan là con nuôi. Rất là hay nha cô chú vậy. Thì ngày hôm qua thì cái viết về trong cái vi bằng mà của cô cháu gái á thì cũng có một cái đoạn là chú hứa cho cái nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đối với cái cô mà cháu gái á, mà cái cô soạn giả này lại phụ đề và thêm chữ như, cho con gái tôi là cô cháu gái. Thật sự rất là buồn cười trong cái câu chuyện này, tưởng rằng là những cái việc làm mình là người ta không nghe hay người ta không biết hay là người ta không thấy, mình nói sao người ta tin vậy hay gì hết đó. Thì ngày hôm nay rất là nhiều những nội dung hay và Tiến muốn cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị. Thì trước mắt thì Tiến xin mời cô bác anh chị chúng ta sẽ đi qua cái bài chia sẻ của luật sư Tiết Ngọc nha. Thì đây là cô chú anh chị, đây ha, đây là bài mới nhất ha. Thì chị viết như thế này: đang chờ máy bay đến đón đi công tác miền Trung nên có chút thời gian ngồi lướt web đọc linh tinh ba chấm, vì vậy được vài câu bình luận vài dòng trạng thái chỉ biết cười. Nhớ ngày trước đi học có học về học thuyết chính danh của Khổng Tử, lại nhớ từng đọc được bài trên báo Quân Đội viết về chính danh, thấy hay nên share, nó lược chích có mục đích nè. Bài báo viết về chính danh và thanh danh, danh trong tiếng Việt nôm na là tên, cốt phân biệt người này với người kia khi giao tiếp, còn chính danh nôm na là đúng tên, khi ai đó bắt buộc phải thể hiện ra những cái mà mình
Thực có, tất nhiên muốn chính danh, có tên thì đầu tiên phải tạo danh. Tiếc rằng trong xã hội bây giờ xuất hiện một số người thay tên đổi họ, những nickname nửa hư nửa thật trên mạng internet để núp danh, ăn nói quần xuyên, sàm bậy, tất nhiên sớm muộn cũng bị phơi bày, bị lật mặt. Bởi đa phần những người tử tế đều khao khát một danh thật với nghĩa chính danh. À, ý là nói rằng á, là những cái người mà người ta lên mạng xã hội là những người đàng hoàng á, thì người ta sẽ không có dùng những cái mà giống như những nick giả, nick ảo để mà đi làm những cái điều bậy bạ, đúng không? Có chỗ điều này điều kia, đúng không? Còn có những người mà chỉ tạo dựng nick giả là đa phần là họ không muốn người khác biết họ là ai. Mà cái người mà không muốn biết người khác biết họ là ai thì họ làm những cái việc thì mình biết rồi, trừ những việc xấu thôi chứ đâu làm được việc tốt gì, đúng không? À, đọc tiếp với cô chú anh chị. Không phải ngẫu nhiên mà Khổng Phu Tử, tổ sư của Nho giáo, đã dặn đệ tử: danh có chính thì ngôn mới thuận, thì lời nói của người đã lương thiện chính danh thì bao giờ cũng chính đáng cho chải. Có lẽ vì thế mà danh thật thường được trân trọng, hiển là chính danh thay thanh danh. Người có chữ mà tài cao đức dày thì gọi là danh sĩ, lời mà ngay thẳng minh chính làm tất cả tâm phục khẩu phục thì gọi là danh ngôn. Vì thế tất cả những thứ này luôn được người đời yêu mến gọi là thanh danh, trích lược từ báo Quân đội Nhân dân. Phản biện là phát triển, nên luật sư để mọi người công khai bình luận. Nhưng xin phép mọi người rằng chúng ta chỉ phản biện với người chính danh nha. À, tức là nói những cái người mà dùng nick thật ha, chứ không phải là đi phản biện với những cái người mà tạo những cái nick giả rồi đi chửi bới. Thật sự ra họ đã tạo những nick đó rồi thì thật sự ra bản chất của họ là đã bị một phần nào rồi, cô chú anh chị. Tại vì mình là cái người xấu hay là mình làm những việc xấu gì mình mới sợ người ta biết mình là ai, còn mình là những người thật, mình chia sẻ những cái nội dung thật thì làm gì mà sợ, đúng không? Đó. Nói minh bạch thì hãy hành động minh bạch. À, thấy không? Bởi vì người ta nói nè, đó, luật sư nói cái này không nói tên nhưng mà biết là nè, nói ai nè, ý là nói cô cháu gái đó và nói những cái người kia đó. Thay vì á, mình đi tạo những cái nick giả để mà mình vô mình chửi rủa, mình vô mình phỉ báng, mình vô mình vu khống, thì bây giờ mình nói rằng mình không có những cái điều đó thì hãy dùng những cái lời bình luận của mình, dùng những cái lời nói của mình để mà mình minh chứng cho điều đó và dùng cái nick thật. À, chứ đâu phải là dùng cái nick khác chửi rằng là không đúng sự thật. À, để mà mình phản biện, đúng không? À, muốn phản biện thì chính danh chứ đừng dùng nick ảo, nick mới vừa tạo rồi bình luận dạo hen. Anh chị cũng không nên tương tác đối đáp với nick ẩn danh vì cũng không làm sáng tỏ được mọi việc chúng ta cần quan tâm. Ngay cả khi họ nói gắt chướng tai, gai mắt thì hãy làm ngơ để họ tự nói và tự nghe đi ạ. Theo trang Facebook của tôi, luật sư Nguyễn Tiết Ngọc trước nay chỉ dành để tương tác, chia sẻ thông tin, những hành trình, kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp và những người quan tâm, yêu mến luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quan. Và giờ thỉnh thoảng tôi cung cấp thông tin chính thống về diễn tiến vụ việc của Võ Thị Hồng Loan để yên lòng những cô bác anh chị yêu thương. Bé Loan thôi, tôi không công kích ai, không có giải thích pháp luật cho ai, không dẫn dắt ai. Muốn nghe tôi đáp, tranh luận khi bảo vệ quyền lợi hoặc bào chữa thì hãy gặp tôi tại tòa. À, thì đây là những cái lời mà của luật sư Tiết Ngọc nói ha. À, nói chung là nói ít mà hiểu nhiều ha, nó dùng chữ đó. À, nói với những người mà chuyên đi núp lùm tạo ra những cái nick giống như là ai Nguyễn Công Phan Rang, à, của cô cháu gái bị phát hiện ra thì dẹp bỏ cái nick đó rồi, à, tập quá má bảy rồi bị phát hiện ra là anh ghế thì hôm nay lại lại tạo thành cái nick khác. Đó là tạo thành cái nick gì? À, tạo thành cái nick là gì thì con nuôi hãm họa cũng bị phát hiện, vậy không? Nó nói chung là cho dù mình có ẩn danh, mình có tạo 100 nick đi chăng nữa nhưng mà mình vẫn là mình chứ mình có khác được đâu, đúng không? Lời nói đó cũng là một người đó ra thôi. Và khi mà cái người thân á, họ đã từng nói chuyện, họ đã từng tiếp xúc, đối với người lạ không biết nhưng mà đối với những người thân họ đã từng tiếp xúc, từng câu từng chữ thì nó đều thể hiện cái tính cách và thể hiện con người đó hết trơn á. Bởi vì là bị vạch mặt ra rồi vậy không đó, bị vạch mặt ra bây giờ đâu còn mà im lặng trên cái nick chính nữa bây giờ, thấy không? Cô ve là bây giờ là cũng sử dụng, bắt đầu là sử dụng nick mới để nói. Còn đằng kia là lúc trước là thực hiện cái chiêu âm mưu là sao? Đó là tôi đâu có nói gì đâu, tại họ tự tấn công tôi, không? Trên nick tôi rõ ràng tôi không có đi nói gì trơn nha. Nhưng mà đằng sau á, ủa tại sao bà báo 20k, bà có những cái thông tin thì bà muốn có những cái thông tin đó thì chừng khi là người nhà cung cấp thôi. Những cái giấy tờ chụp trong nhà thì có người nhà cung cấp thôi chứ ai cung cấp, đúng không? Đó.
mình cung cấp cho người khác viết báo để mà vu khống cho Hồng Loan, xong rồi tạo ra những nick giả để mà đi chửi bới này kia đó. Nói chung là một người mà đóng nhiều vai đó cô chú anh chị ha, rồi lên giả bộ thanh khiết rằng à tôi đâu có nói gì đâu, toàn là tôi bị tấn công không, gia đình tôi bị tấn công, tôi hiền lắm, ừ hiền thấy sợ luôn à. Đó thì đây là bài viết của chị Tiết Ngọc rất là hay ha, đó, nghe ve nghe chắc là nhột lắm ha. Đó thì đây là một cái thông tin đầu tiên, và cái thông tin tiếp theo mà Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái lời nói của cô ve trong cái ngày họp báo. Em chỉ trích lại cái lời nói thôi nha cô chú anh chị ha, đây chúng ta cùng nghe nha. Ta tự nhiên em lại bị nói là ra là con ruột con nuôi, vị trí của em không phải là, ví dụ như em ở tương lai là con nuôi thì tương lai em không có được cái vị này, có nghĩa là mọi người đang đặt cái mua đơn con thiết ba hôn là em đặt để cái việc đó trước báo chí trước công khai mọi người, đây là con nuôi đó nha, để mà mọi người thấy là nếu ra là con nuôi thì ra cái gì đâu. Nhưng mọi người ơi, em cũng giống như mọi người vậy đó, em biết từ đó em biết là dù cho mang là con ruột hay con nuôi, không có giấy tờ hợp pháp, có giấy khai sinh thì Lan ngạc nhiên như là con ruột, đúng không mọi người biết thì. Đó, mấy bạn nghe khúc này không? Nếu Loan có giấy tờ hợp pháp, có giấy khai sinh thì mặc nhiên là như con ruột. Còn bây giờ thì vậy không? À, thì nói rằng là lấy giấy khai sinh giả rồi con ruột á, thì không được thừa kế tài sản. Ở bên con nuôi thì không được thừa kế tài sản. Đó, còn con ruột thì mới được thừa kế tài sản. Các vị thấy không? Cũng là một người mà vị không, trong cuộc họp báo nói khác, chính rõ ràng mà chính cô ta nói rằng cô ta thừa sức biết là Hồng Loan. Đó. Có giấy tờ hợp pháp và có giấy khai sinh thì mặc nhiên con nuôi cũng giống như con ruột và được thừa kế tài sản. Vậy tại sao bây giờ để đi lan truyền những thông tin à cái đứa con nuôi đó, việc đứa con nuôi mà giả danh làm con ruột để mà tranh giành tài sản, số kỳ vậy đúng không? Nghe tiếp. Cho nên là không thể nào mà tự nhiên lại tự tự nói với mọi người là em đây là con nuôi nha, con nuôi là không có được đâu đó, cái việc mà em nói là một việc, cái việc mà bắt được ra là một cái việc khác nữa, không thể nào em nói việc này thì mình là ngoài tòa án người ta lại bắt được. Nè, bây giờ em cho cô chú chị chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nha. Để chính từ thời cô giáo cháu gái nói nha. Nhưng mọi người ơi, em cũng giống như mọi người vậy đó, em biết từ đó em biết là dù cho mang là con ruột hay con nuôi, Lan có giấy tờ hợp pháp, có giấy khai sinh thì Lan ngạc nhiên như là con ruột, đúng không mọi người biết thì em. Đó, bây giờ chị Lan, chị Loan có giấy khai sinh nè, có giấy tờ hợp pháp, và những giấy tờ đó ở ra tại sao gọi là hợp pháp, thì những giấy tờ hợp pháp thì mới đi nhận thừa kế được đúng không, và đã tất cả những tài sản đã sang qua tên của chị Hồng Loan rồi, phải có hợp pháp hay không, vậy là mặc nhiên là con nuôi cũng giống như con ruột đúng không? Nè, Cho nên là không thể nào mà tự nhiên lại tự tự nói với mọi người là em đây là con nuôi nha, con nuôi là không có được đâu đó. đó thì chính bây giờ thấy không, trong buổi họp báo thì chối, còn bây giờ là chính cô ta bị thấy thôi, chính cái dòng bình luận sau này là thấy rõ ràng là cô ta nói con nuôi là không được đâu đó, nó bên giọng bên kia cũng phản bác giống giống như là con nuôi là không có được đâu đó, nó chỉ có con ruột thôi. Thì vậy thôi, cũng một lời nói nhưng mà vị thấy không, nói trước thì lại quên sau, tại vì em đã nói rất là nhiều lần rồi, giả sử như mình nói dối á, để mà mình che đậy một cái điều gì đó thì mình phải nói dối gấp 10 lần để mình che đậy cái điều đó, và khi nói dối 10 lần rồi bị phát hiện ra thì phải nói dối 100 lần để mà che đậy cái 10 lần đó. Và vậy lần này là lòi ra không, em vô tình nghe lại cái cuộc họp, trong cái nội dung cuộc họp đó thôi, chúng ta sẽ thấy đó, không rõ ràng đó. Thì đó là cái thông tin mà thứ hai em muốn chia sẻ đến cho cô chú chị chúng ta thấy được bản chất lương lẹo này của cô cháu gái thôi, còn của mẹ thì vị thấy không, trong cái ghi âm mà 21 ngày thì nói rằng ba mày đưa sổ sổ Hồng mày cắt ở đâu rồi, đại khái là gì đó, mà khi mà lên mạng thì nói rằng là Hồng Loan lén lúc mở tủ để lấy giấy tờ đi làm. Quý vị thấy không? Đó, hai mẹ con y chang nhau. Sợ luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi. Thì đâu rồi? Đây cái bài này thì nói về cái cô Tao Nghiến nha cô chú anh chị ha. Cô Tao Nghiến là ai vị cũng biết rồi ha. Đó, bạn nói như thế này nè. Tao Nghiến mượn gió bẻ măng. Ve ơi là ve, bộ mày tưởng bà Ngáo thật sự ủng hộ mày hả? Mày ngon lắm ve. Với bà Ngáo mày chỉ là cái đinh gì cả. Nhưng sao bả ra mặt đứng về phía bên mày? Một, vì bả mượn tay mày để trả thù Vũ Luân
và Hồng Loan, bởi hai người này không công nhận bả là hồng nhan chi kỷ của chú Vũ Linh, không cho bài thơ của bả được khắc trên bia đá làm bả quê sệ, bị vì bài thơ cũng đã nổi tiếng á, rầm rộ một thời chứ ít gì, rồi muốn cả nghệ sĩ ngâm luôn mà hổng quê sao được, rồi nói ý tưởng góp đá xây mộ của bả là quyên góp không minh bạch nên bả mượn cớ giúp đỡ mày để chống đối hai người kia. Bả giúp mày moi móc đủ thứ chuyện trong quá khứ từ thời Cố Lỵ, Cố Lai của ba con người ta ra nói có hai mục đích. Thứ nhất, đánh lái dư luận về sự gắn nước tình cha con để chứng minh Hồng Loan là người không ngay thẳng, chuyện 3.000 đô thăm bệnh tiếp tay cho mày che mờ đi tình phụ tử của ba con người ta, khắc họa nhiều thêm tình cậu cháu cho mày, nhưng chưa nhắc chuyện bả kể là thật mà mày thấy chuyện về mày ít hay nhiều. Hai là để cố tình chứng minh cho thiên hạ biết về mối thâm tình của bả với chú Linh, khoe được ông Hoàng xem là chi kỷ nên mới tâm sự chuyện thầm kín riêng tư, muốn được thiên hạ công nhận chuyện đó, nhưng thất bại thảm hại quá. Hai, thực tế bả cũng chẳng ưa gì cái mặt mày đau ve, nhưng bả vẫn muốn đứng về phía mày, vì chỉ có như thế bả mới có đường chính chính mà dùng chính cái lòng tham của mày để quật mày lại được. Vì mày biết sao không, mày cũng ngày đêm giành giật cái sự nhất trong lòng người trong mộng của bả đó. Vị trí bả không muốn ai giành cả đâu. Bả biết Hồng Loan là con gái hợp pháp của chú, mà bả còn không muốn công nhận cái sự duy nhất đó của chú mà, thì mày là cháu là cái đinh gì đối với bả. Chẳng qua do mày tham lam nên không nhận ra chiêu trò của bả thôi. Mày bắt tay với bả, nịnh nót bả để bả tung hô mày, nhưng bả dùng chính cái chiêu đó để mày chơi của mày, để chơi lại mày đó ve. Chính bộ mày, chứ bộ mày tưởng có một con người ích kỷ nhỏ mọn toan tính như bả mà giúp mày một cách nhiệt tình như vậy sao? Cái điều này em thấy được của chú anh chị giống như là cái việc quý vị thấy không? Lúc mà gọi lên chuyện mà Hồng Loan đó, để ủng hộ để mà đạt được lòng tin bên kia, quý vị thấy không? Là đi mua lâu lâu cái là mua 1.000 cái bánh xèo, xong cái mua 1.000 bánh khọt để đi phát từ thiện. Còn quý vị thấy không, trong thời gian qua không? Tới cái ngày này gầm nè, gầm tháng 7 nè, quý vị thấy không, cũng đâu có bỏ ra 1.000 một đồng nào để mà đi làm từ thiện đâu. Chứ cái là làm là để cho có thôi, nó chứ không phải là làm vì thật tâm, làm là để cho mọi người thấy được là bà ủng hộ đó, nhớ là ủng hộ, nhớ là chia sẻ bài giúp bà, nhớ là nhớ là nhắc mọi người là cho bà là tham gia vô cái hội gia đình đó của chú anh chị đó, hội mà hội ghi âm đó. Rồi nói tiếp tục nha cô chú anh chị. Chẳng qua do mày tham quá nên không nhận ra chiêu trà của bà thôi. Bắt tay với bà nịnh hót để bà tung hô mày, nhưng bà dùng chính cái chiêu trò mày để chơi lại mày đó ve. Chứ bộ mày tưởng với một con người ích kỷ nhỏ mọn toan tính như bà mà giúp mày một cách nhiệt tình vậy sao? Bà ấy biết rằng càng đào sâu cái chữ ruột thịt của mày thì càng bị chửi nhiều hơn, vì người tổn hại nhiều nhất cũng chính là mày. Thế nên bà ấy càng lúc càng tô đậm thật đậm cái sự mà gục thịt này để che mờ lý trí của mày, để cho mày tin là bà thật sự muốn giúp mày. Rồi kết quả mày bị chửi như một con thú ngoài hành tinh, còn bà thì gung đùi khoái chí. Cái này đúng nè, tại bà ở nước ngoài thì đâu ai kiện tụng được, đâu ai nói gì, và người ta cũng đâu muốn biết bà là ai, đúng không? Đó, quý vị thấy không, giống như là quý vị thấy rằng á, là trước đây bà chia sẻ rất là nhiều bài của cô Ve nè, rồi của một số người nè, một thời gian sau xóa hết trơn, quý vị không, bây giờ chỉ còn những bài mới thôi, xóa rất là nhiều. Nếu mà muốn giúp đỡ đến chính không, tại sao xóa? Thật sự ra trong thời điểm này bà muốn nhiều người biết bà rồi nhận được nhiều sự quan tâm này kia thôi, chứ thật sự ra quý vị thấy đó, đâu có giúp nên đâu có ai mà muốn biết bà là ai, đúng không cô chú anh chị? Đây. Để đọc nãy giờ không có đưa cho cô chú anh chị xem, không có đối chứng được. Đây thì cô chú anh chị thấy ha, đó, rõ ràng đó. Quý vị thấy không, ở dưới đây là để chữ nè, là cho con gái tôi
HP. Mà trong khi quý vị nghe lại game đi, có chỗ nào mà chú nói là cho con gái tôi HP không? Đó, bởi vì cố gắng để mà làm những cái mà bà binh vực bảo vệ để mà giành lấy tình cảm, để sao để mẹ con của cô ve thắng, là cho bà đặt được cái bia đá đó. Cái bia đá để bài thơ, khắc bài thơ lên mộ của chú anh chị. Còn đây là cái bài chia sẻ của chị Tiết Ngọc ha, em cho cô chú chị coi lại lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần chia sẻ cũng rất là hay về những cái người mà làm trong bệnh viện đó cô chú anh chị, nơi mà cố nghệ sĩ từng ở đó điều trị bệnh, để xem người ta nói cái gì về mẹ con cô Sáu, cũng giống như là về Hồng Loan nha cô chú anh chị ha. Đây chúng ta sẽ cùng nghe. Đây. Không có nấu cơm cho anh Vũ Linh một ngày nào hết trơn á, nó đâu nó nấu bệnh viện á, con Hồng Loan là nó quan tâm nhiều nhất, nó ôm ba nó hoài à, con nhỏ nó làm hết trơn, ngay bốn tập phòng ngay cái phòng mà bốn người á, làm nhỏ cháu còn làm đó đó. Chứ quý vị nha, không phải là đi có tiền mở riêng một phòng được, tại vì bốn phòng đó là bác sĩ là phải theo dõi bốn người đó, nhỏ cháu ở đó cho đâu. Kêu bằng ông Vũ Linh ông hôn mê, bác sĩ cho biết là phải về là chết đó, mà con ngựa bà có báo không cho về, với con phượng đùi nó không cho về, nó để con có nấu tiền mà tài sản vô cho nó, không có nuôi không có ôm không có ngày nào hết trơn á. Để nói cho chị nghe nha, tới lúc mà anh Đây thêm một người khác nữa nha cô chú chị, nãy là một người và thêm một cái cô khác nữa nha. Tại vì bệnh viện thì quý vị biết y tá thì rất là nhiều rồi. Đó. chuyện nó là ở bệnh viện đi dược rồi rồi ông mới quen với có người quen giám đốc bệnh viện An Bình nó mới còn máy mới đem ổng về là ở bệnh viện An Bình có 11 ngày thôi, nhỏ cháu nó làm chồng chăm sóc ổng làm chồng đó, thì coi như là bà là coi như là 11 ngày mà Hồng Loan với con trợ lý nó còn nghe hồ nó tiền ra hoài à, còn bà có bảo với con Phượng Giang chỉ chăm ngắm chào tiền tài sản thôi chứ không có con nó gì chứ không có thương yêu gì đâu có gì ơi, có thương tiền đó nó không có. Đó thì như đó quý vị đủ nghe ha, đây là hai người ha, người ta nói lên cái sự thật, tại vì người ta có người nhà làm trong đó, nên người ta cũng kể về cái việc giả sử như á Hồng Loan có hay không á là người ta cũng sẽ biết thôi. Đằng này là quý vị thấy không, từ bác sĩ nè, từ bác sĩ Long mà bữa hôm có bình luận lên bài của Lộc Vườn Cây á thì cũng đã nói xác minh rõ ràng và có những hình chụp rồi, và chúng ta cũng đã thấy rằng có video rõ ràng rồi, mà video đó không phải là cái điều đáng nói đây, cái video đó không phải là Hồng Loan quay mà chính cô cháu gái này quay, nhưng mà chắc hẳn rằng là quên xóa cái khúc đó đi nên sau này bị đào bới móc lại, thì chúng ta mới thấy rõ ràng họ nói rằng là Hồng Loan không có một cái ngày nào chăm sóc chú, hoặc là không có đến đây để mà lo cho chú ngày nào, thậm chí vậy không quý vị nghĩ đi, đi đến đây tới nỗi mà áo mà không có đồ mặc nữa, đứng đây lo không chạy về kịp á, còn phải mượn đồ của cô cháu gái nữa thì có lo không cô chú anh chị. Nếu một người chỉ đến đây dạo vài phút về hoặc là không lo thì có cần mà phải mượn đồ của cô chú gái, đến giờ mà phải lên để mà cô chú gái phải đăng lên là à, đồ đó là đồ cũ của tôi không đó. Bởi vì nhiêu đó là đủ hiểu ha cô chú anh chị ha. Rồi. Thì đây cũng tiếp một cái câu chuyện về cái cô mà tao nghiến nha cô chú anh chị ha. Tiên Ngáo á. Cô Tiên Ngáo tự xưng là soạn giả và tự xưng là em gái tình nghĩa nhất của chú Năm, nhưng thật ra Ngáo đã yêu chú Năm rất nhiều năm rồi, từ khi chồng Ngáo vẫn còn bên cạnh cơ, nhưng chú Năm không chịu, vì vậy nên Ngáo uất hận và ngã bệnh béo phì. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiên Ngáo ghi âm hết tất cả những cuộc gọi nói chuyện với chú Năm để thi thoảng lấy ra nghe và làm kỷ niệm. Thật ra Ngáo cũng có đi bác sĩ rồi, và bác sĩ nói hay là dũng cảm tỏ tình hoặc là quan tâm chú thông qua con gái chú. Mối quan hệ giữa Ngáo và con gái chú rất tốt đẹp, nhưng một ngày kia chú Năm ra đi để lại bao nỗi nhớ thương cho cô con gái và hàng triệu khán giả của chú. Ngáo cũng vậy. Tiên Ngáo điên cuồng gào khóc tức tối sáng tác bài thơ Con Cóc và muốn được khắc lên mộ của chú Năm. Tiên Ngáo nghĩ lúc sống tên chú Năm và Tiên Ngáo không được gần nhau thì lúc chết Ngáo sẽ được gán lết theo. Nhưng trời lại phụ Tiên Ngáo vì con chú Năm không cho. Ông Tiên vờ lu nói ba tao thích ăn thịt mỡ nhưng ba tao ngán mày. Thôi mày đem bài thơ lên mộ chồng mày cho trọn tình vẹn nghĩa.
Ai dè Tiên Áo nghe xong phá lên cười, chọn tình vẹn nghĩa gì? Tôi đâu có yêu chồng tôi đâu mà phải làm thơ cho ổng. Sau đó Tiên Áo phát bệnh điên, cả cộng đồng mạng cộng với bác sĩ riêng của Ngáo ai cũng lắc đầu và trách ông Tiên Vơ Luân, sao ông mà cho liều thuốc nặng vậy, sao lại nói thẳng vậy để đả kích Tiên Áo đến nỗi bây giờ không phân biệt được như nào gọi là con, như nào gọi là cháu. Gãy Hồng Loan, đừng sợ Tiên Áo, ve hãy dũng cảm đối diện với nó, đừng để nó ngăn cản bước đi của em. Cuộc đời là một hành trình, ai cũng được nếm trải nhiều trải nghiệm khác nhau, bên em luôn có những luôn có chúng tôi bảo vệ. Thì thật sự nói cái này ra một cái câu chuyện vui, nhưng mà nó kể theo một cái sự thật nha cô chú anh chị ha. Vì quý vị có thể thấy rằng á, là nếu mà Hồng Loan là một cái đứa con mà bất hiếu, mà đứa con mà chú Vũ Linh từ hay là không mà nhận á, thì quý vị thấy rằng cô Tiên Áo này á thì cổ sẽ không bao giờ mà tiếp xúc với Hồng Loan, đúng không? Nhưng mà qua những tin nhắn thì chúng ta biết rằng á là cô Tiên này vẫn hay nhắn tin hỏi thăm Hồng Loan này kia, cũng quan tâm Hồng Loan. À, thì chứng tỏ rằng là cái việc mà chú ghét á là không đúng rồi, đúng không cô chú anh chị? Và cái điều thứ hai ở đây nè, quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ vì không cho khắc bài thơ lên mộ thì quý vị làm tất cả mọi thứ để mà quay ngược lại, thậm chí là mắng nhiếc chửi Hồng Loan là đứa con mất dạy rồi này kia nữa. Quý vị thấy đó, một cái người bạn, một cái người gọi là người em mà đi chửi những đứa con mà của người mình gọi là anh Năm là mất dạy, vậy cái người đó là gì? Còn những cái nghệ sĩ kia thì nói là ô hợp vô loại là sao, đúng không cô chú anh chị? Đó. Và vị thấy trong một cái clip mà chú Linh đang ngồi nhậu thì chú Linh giống như là sau này sợ của chú anh chị, đúng không? Sau này khi mà biết được bà này như thế nào thì sợ nên là đã không có dám gặp luôn, bằng cái là chú Linh kể đó, không về đây có 3 tuần à mà anh cũng không dành cho em chút thời gian nào nữa. Cái mặt như cái mâm phim nè, nghe kể mắc cười quá thiệt. Thì vị thấy rõ ràng không? Thì nhiêu đó đủ hiểu rồi ha cô chú anh chị ha. Đó. Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay, nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.